Mời các bạn ăn cháo nhé. Mời các bạn ăn cháo lòng tự nấu nhé. Đấy, xong sau khi múc cháo ra bát thì chúng ta rắc một ít hành hoa thái nhỏ lên trên, trộn đều lên. Úi, ngon chưa? Đấy, rất là ngon luôn, sụt khói. Sụt khói nghi ngút luôn. Đấy, nóng lắm, đang rất là nóng luôn nhé. Thấy chưa? Rất nhiều lòng luôn nhá. Đấy. Tiết. Tiết rất là nhiều. Thì mình cho toàn dồi vào mà. Gọi là nấu cháo dồi. Mời các bạn thưởng thức nhá. Wow, quá ngon luôn. Ôi, tuyệt vời. Đây là món cháo lòng. Cháo lòng tự nấu ở nhà nhé các bạn nhé. Đây là nồi cháo lòng mình tự nấu ở nhà nhé. Quay chia sẻ để mọi người biết được cái cách mình nấu cháo lòng ở nhà. Chúng ta thèm ăn cháo lòng mà chúng ta không muốn ra hàng ăn này, muốn ăn ở nhà thì chúng ta sẽ tự nấu. Cháo lòng rất đơn giản thôi. Mình mua lòng về và mình cho gạo vào mình nấu thôi. Đấy, đây cho mở ra cho các bạn xem nồi cháo lòng của mình nhá. Nồi cháo lòng tự nấu ở nhà đấy, ngon chưa? Quá ngon tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Cháo lòng này mình nó rất đơn giản thôi. Mình mua lòng về. Mua khoảng mấy lạng lòng thôi mà. Đấy, chủ yếu là lấy dồi. Chủ yếu lấy dồi, xong là về cái dồi của họ cho mình
chọc nó ra, xong rồi cho vào mình nấu với ninh với gạo để nó thành cháo. Đây các bạn nhìn ngon chưa. Đấy, trong nồi cháo này thì mình để cho thêm muối, bột canh, mì chính, mắm, nước mắm. Đấy, mình ninh khoảng ninh nhỏ lửa 2-3 tiếng. Bây giờ nó đặc sệt này, đây đặc sệt màu rất là ngon. Đấy, còn những cái miếng lòng này, miếng dồi nó chưa vỡ ra. Đấy, các bạn cũng có nhiều cách, mình mua là đồ chín hết rồi thì mua ít lòng là về mình có thể nấu được. Thế còn có thể bạn có thể mua tiết sống về các bạn nấu, hoặc là mua lòng xong để riêng. Đấy, mình về mình cho tất vào đây luôn, cho tất vào cháo luôn, cho tất vào mình nồi cháo này. Mình ninh với khoảng 1-2 lạng gạo gì đấy. Đấy nha, cháo rất nhuyễn nhá, cháo rất nhuyễn luôn. Cháo rất nhuyễn và ngon nhá. Đấy, gan mình cắt nhỏ cho vào đây luôn. Có nhiều cách nấu, mình nấu theo cách của mình. Đấy, cho mấy quả ớt vào nữa và nêm nếm gia vị vừa ăn luôn. Nhiều người mà thích ăn cháo loãng thì như thế này là có thể ăn được rồi, bởi vì hạt gạo nó nở rất là đều rồi. Nên mình thích ăn cháo đặc nên mình cứ để nấu thêm một lúc nữa. Đấy, thêm một lúc nữa là đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi lòng non ngon, mình cho luôn vào cho nó ăn tí nữa cho nó dai. Đúng ra là lòng non phải để ở ngoài. Tóm lại là cái này mình chỉ lấy dồi để nấu cho nó đẹp màu nồi cháo. Đấy, xong đấy thì mình chỉ cần chuẩn bị hành thôi, một ít hành là xong. Hành lúc nào ăn là cho vào, thế là thành một nồi cháo cực ngon luôn, nấu tại gia đình. Cách đơn giản và rẻ nhất nhé, không cầu kỳ. Mua 50.000 tiền lòng về nấu cả nhà ăn luôn. Bây giờ thì đi ra ngoài hàng thì nhiều hàng cháo là người ta xay gạo, đập gạo vỡ ra, người ta nấu cho nhanh mà người ta khuấy nhiều. Ui nóng quá, ui nóng quá. Mình đây thì nấu gạo nguyên chất luôn. Đấy, nó sủi nó bắn các bạn. Quá ngon luôn các bạn. Cháo đậm đà đấy. Các bạn nhìn như thế này nó biết là độ sánh của nó. Yeah. Món cháo lòng này là món khoái khẩu của mình. Thường thì những thời điểm mà bình thường ấy, không phải chống dịch ấy, thì một tháng mình đi ăn cháo lòng khoảng 2 lần. Nhưng mà bây giờ thời điểm giai đoạn này là đang chống dịch ở nhà, cho nên là chúng ta tự mua lòng về nấu cháo lòng ăn. Tự nấu cháo lòng rất là ngon luôn. Đấy, mình sẽ tiếp tục ninh để cho nó đặc lại tí. Mình thích ăn đặc mà. Đặc lại tí thì sẽ múc ra bát để thưởng thức nhé. Mời các bạn. Ôi, cháo ngon tuyệt vời nhá. Ngon quá.
Cháo lòng tự nấu nha các bạn nhá. Cháo lòng tự nấu ở nhà rất là ngon luôn. Ôi nóng quá. Đấy, đây là bát cháo thứ hai nhá. Cắt ớt vào đi. Bát này thì ăn có lạc nhá. Cháo cho lạc rang vào ăn rất là thơm ngon lắm. Có nhiều cách ăn mà. Mỗi người một sở thích. Đấy, mời các bạn.